làng Vạn Ngãi nè anh em. Ở khoảng 11 tấn. 11 tấn. Ông ấy ông mà viết như chứ, viết nhọt như chứ. Hả? Ông mà viết bọn nhọt như chứ. Sao? Ông quay ông mà viết nhọt như vô vô. Có chứ, có chứ. Rồi dân đi biểu người cho nó. Đúng rồi. À. Làm YouTube nó hay lắm á, nhiều cái hay lắm. mười một tấn như mấy loại ké đắt tiền là tầm như 500 triệu chi phí 200 không? Chi phí cả 120-130 triệu vậy tổn nhẹ hả? Do mấy anh chị đó là đi Trường Sa mà. À, mấy anh chạy vòng xuống đó mấy anh thẻ nhị đi rồi xuống đó mấy anh làm vòng mấy anh thẻ lên thôi giờ đâu có heo dầu bằng tụi em đi ngồi lưới quay tụi chạy gớm lắm tụi chạy cứng ghê luôn à xong tải vô YouTube mà cho nó hay ấy bọn tôi mà già con bọn tôi nó xin biết rồi đó nó xin bọn tôi YouTube nó xin rút dạ xin điều hòa tha nữa xin bọn YouTube này dân đi biển nữa bọn tôi thường quay video bọn tôi quay tập tết vô bọn tôi gửi Facebook đó dạ bọn tôi nó coi đó vừa thấy cảnh là mình mưa gió cọc cổ nhiều như thế nào mới bỏ thấy bọn mới bỏ thương mình như thế nào đó rồi tiếp vô tiếp vô còn nhiều thì còn hay dạ tôi lại với bọn tôi ở quê bọn tôi nhà bố nó tiếp cô như người mà họ họ bỏ ánh vào tôi dạ thế đó dùm trên YouTube đó mà nó chưa like tìm luôn có like đầy biển là đầy lên đây nè. Dạ, đầy dân biển lên sóng gió nên là thấy anh em làm quá dạ, cực luôn á. Dạ, dạ, con nó mưa gió đâu, nó đâu biết cảnh này đâu. Đúng rồi, biết chồng làm biển cũng biết chồng làm biển cũng biết khổ nhưng mà cũng không có hiểu được cái nỗi khổ không mỗi người mỗi này. Khác. Thầy nói là già đó nên là già dạ đó thôi chứ nó nhất. Thầy nói thầy bên đường phủ đó. Ông phóng viên thầy đó ông lên YouTube, ông làm một cái YouTube là tâm dê là ông vô là một cái YouTube nó làm ông làm tâm dê là bọn tôi gạo vô là cáo đó là bọn tôi coi là ông lấy từ tủ tiền rồi tâm dê còn có thể đánh là thể đánh sang ngàn ông nói là gió lọt ngàn là nó lấy thôi sao giờ ai còn sạch sẽ đẹp trai hết đâu mà biết anh em đi làm đâu tại bọn tôi về nhà nó khó liền dạ nãy giờ tưởng đâu mấy anh em ngồi chơi không à dạ như giờ là vô là bao lâu mình đi lại à đâu nó bố vợ luôn anh nó mua. Như giờ vô là bao lâu mình đi lại anh? Hả? Giờ vô là bao lâu nữa mình đi lại? Hả? Ý là giờ còn 10 ngày nữa. 10 ngày nữa. Vậy neo ghe ở đây gieo do họ giữ. Neo ở đây. À. Có người giữ chứ? Người ở đây họ giữ chứ? Giữ chứ. À. Ý là người ở đây giữ hay cử người ở mình giữ? Hả? Ý là gửi ở đây họ giữ hay là mình giữ? Họ giữ chứ. À. Mấy anh đi đánh bắt một chuyến dài là mấy anh vô mấy anh nghỉ tầm 10 ngày về quê thăm vợ thăm con rồi sau đó đi tiếp. Mấy anh em mới vô đây đi tiếp còn ghe tàu của mấy ảnh là neo ở đây có những cái đội mà giữ ghe hộ họ sẽ giữ con đâu biết cảnh này mình tắt bỏ đúng rồi giờ nhà thấy sạch sẽ cứ mấy ông nói cực mấy ông nói cực vậy cũng không có hiểu là cực cỡ nào hết á em nói không biết là cực cỡ nào hay vì là đủ cổ một hơi lông bia có mấy bà tử đồ ngõ tha về nhậu bữa đầu bữa sau hỏi đi đâu liền này ké này bỏ dồn lại đây là chi có này là có câu à. Trình là mấy anh em đứa nào nó mua về nó em à mua gì à. Mua gì ăn đem gì người cũng ít chục ký gì vậy hả? Đem gì người cũng chục ký trở lên vậy bà đi giờ điện thấy không xe đó vừa đó đường bố đi bài xe điện bài xe điện bỏ luôn nhưng lấy có mà đang cân ké má vô đang cân ké vợ ngồi nè Quảng Ngãi gọi rồi
nói ở ngồi đó sắm ít bộ đồ đẹp đẹp đi, quay ngắn quay dài gì đi, vừa có chở đi nhà hàng. Như anh làm biển gì có khi nào anh suy nghĩ là mình muốn làm một cái người nào khác trên bờ cho nó khỏe không? Muốn đó, nhiều thứ mình muốn đó. Chúng tôi là tàu vỏ mình chưa biết. Như tàu vỏ mình chưa được là cả đâu tỷ mình chưa biết. Do là con có bây giờ đưa hạt nữa. Con bên này đưa hạt là hạt quá. Dạ. Ủa, anh con lớn vậy nè. À, em năm nay 40 rồi mà. Dạ. À. Em đang 40 nè. À, dạ. Thấy tôi vậy đó. À, nhìn anh trẻ vậy. Đã lắm. Con lớn năm nay 19 rồi mà. À, nhìn anh trẻ không à. Lòng là giác con chứ lòng dơ đâu. Dạ. Như sao mình lặn lên mình bỏ bịch 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 dày hết ta, mình đồng muối vô cây đâu, mình bỏ bì cho nó xinh tươi à, muối ít vậy với nó tươi hả anh? To cả cái đống bì đó, Tâm mọc vô đống bì đó mà lanh lắm á, mọc vô ké xé ra bỏ một trời bao ni lông luôn nè. Đi lần đi dày chắc mua mấy chục ký bao ni lông theo á. Đò cũ anh em ơi. Khám phá ghe lặn nha anh em. Bịch bao ni lông mà cần ké xé ra nè, quá trời luôn. Bao ni lông mấy ảnh muối bằng bao ni lông không à, cứ ké lên lúc nào là vô bao ni lông bịch vậy á. Muối với hình thức này cho nó tươi anh em. Khỏi phải tốn khay. Và cái nước ké nó không ra, nó trộn nhau, nó tươi ké hơn. Ké lặn nè, đấy mú nè, mú đỏ, mú bông nè, đủ cái loại cá mú luôn, mú đỏ, mú bông này, cá mó. Bên này là khu này là cân xong kéo lại mực nang nè anh em, mực nang quá trời mực nang luôn. Mực nang quá trời mực nang luôn, mực nang còn 4-5 ký không anh em. Bắt đầu lên những chiếc xe này nè, muối đóng đưa đi Sài Gòn, Hà Nội. Quay hết anh. Vâng. Đó, đây là chủ vựa ghe lặn, chủ vựa ghe lặn cân ké xong rồi đưa lên đóng thùng, đưa lên những chiếc xe này đi phân bổ các cái chợ cá. Bên này có ghe khơi nè, ghe lưới rút đêm đi khơi của anh em Bình Định. Phía bên ngoài là chiếc lưới rút trũ.